nay Út sẽ cùng cả nhà mình xuống bếp làm một món chan giò hầm giấm nha cả nhà. Đây là món ăn của người Hoa như cả nhà. Thì đặc biệt món ăn này là người ta sẽ dành cho chị em phụ nữ sơ sinh. Nhưng mà thì mình không sinh mình ăn cũng được cả nhà. Nani? Thì đây là phần chan giò mà Út đã chuẩn bị đây cả nhà. Thì hôm nay Út nấu một nồi nhỏ thôi chứ không có nấu một nồi lớn. Phần chan giò Út đã rửa sạch rồi. Còn đây là nước tương nè. Đây là chén nước tương như cả nhà. Dầu hào nè. Còn đây là giấm như cả nhà. Rồi thì mình sẽ chuẩn bị thêm ớt khô nè. Gừng nè. Một củ tỏi và đường phèn nha. Bây giờ Út sẽ chuẩn bị. Bây giờ mình cái phần chan giò này mình sẽ trụ qua nước sôi làm cho nó ra cái chất dơ với bụi trong dơ bẩn ở trong chan giò ra nha cả nhà. Hôm nay Út sẽ nấu một nồi nhỏ mà chứ không có nấu nồi lớn nữa. Út sẽ để một chút xíu muối vào nha. Này thì Út nấu theo khẩu vị của mình chứ còn mà người qua người ta nấu dành cho chị em phụ nữ sau sinh á là người ta chỉ nấu giấm giấm gừng với nước tương nè cả nhà, thì ăn cái mùi vị nó có đậm đà mà nó chỉ là chua chua chút xíu vậy thôi. Nhưng mà ăn thì ai ăn quen thì ăn được, còn mà ăn không quen thì cũng khó lắm cả nha. Còn cái này là Út nấu theo khẩu vị của Út nha cả nhà. Nên ăn luôn nha cả nhà. Bây giờ Út chế nước vào luôn nha.
giờ heo hầm giống gần xong rồi đó cả nhà. Bây giờ nước bắt đầu sệt lại rồi đó cả nhà. Thì Út cũng đã niêm rồi, vừa ăn lắm cả nhà ơi. Chua hơi chút xíu ngọt ngọt hơi mặn mà rất là ngon luôn đó nhà. Nhìn làm chia sẻ và ủng hộ kênh của Út nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn.